Vâng, xin kính chào bà con, rất vui được gặp lại bà con trong cái buổi truyền trực tuyến trên kênh do Thuốc Chuyên gia Phạm Ngọc Thạch và trên trang fanpage Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Ngọc Thạch. Và như thường lệ, chương trình tư vấn trực tuyến của chúng tôi thường vào thứ ba, thứ năm và thứ bảy hàng tuần với cái khung thời gian từ 20 giờ đến 21 giờ hàng ngày. Và với cái mục đích là cùng bà con trao đổi và đúc rút những kinh nghiệm trong quá trình chăn nuôi cũng như là khống chế trong quá trình chăn nuôi, khống chế dịch bệnh trong quá trình chăn nuôi để giảm cái thiệt hại hay là giảm tối thiểu cái rủi ro trong quá trình chăn nuôi và nâng cao cái hiệu quả trong quá trình chăn nuôi. Và với một khoảng thời gian 1 giờ đồng hồ, chúng tôi cùng với bà con sẽ tiến hành một số các cái mục sau đây. Mục thứ nhất là lướt báo của người chăn nuôi, và mục thứ hai là tư vấn trực tuyến đối với người chăn nuôi, tức là bà con đưa ra những câu hỏi để cho ban thư ký của chúng tôi tập hợp và chúng tôi sẽ trả lời cho bà con. Và cái mục thứ ba là mục cuối cùng, giới thiệu cho bà con sử dụng một số các cái sản phẩm về thuốc thú y trong quá trình điều trị cho vật nuôi khi mà vật nuôi bị mắc bệnh, để nâng cao cái hiệu quả điều trị cũng như là hạn chế những cái tỷ lệ rủi ro trong quá trình chăn nuôi. Và trong khoảng thời gian 1 giờ đồng hồ, nếu bà con tham gia theo dõi thì hãy đưa ra những câu hỏi để cho ban thư ký của chúng tôi tập hợp để chúng tôi trả lời cho bà con. Vâng, mục đầu tiên đó là mục lướt báo của người chăn nuôi. Thì trong cái mục này, chúng tôi muốn trao đổi với bà con một cái chuyện rất lạ, đó là nghề chăn nuôi. Nghề chăn nuôi trâu, chứ không phải là nghề chăn nuôi, và nghề chăn nuôi trâu. Thì về cái nghề chăn nuôi trâu này là do các cái những đứa trẻ, và người ta thường gọi là mục đồng chăn trâu. Khi hình ảnh mục đồng cưỡi trên lưng trâu thần thơ bên cánh đồng vô vàng, nét chấm phá đặc trưng ở miền quê nghèo, không ít người nghĩ đã dần trở thành quá vãng. Nhưng tại Lâm Đồng, vùng đất núi mênh mông, thật là hạnh phúc khi bạn có thể chứng kiến hình ảnh đàn trâu cả vài trăm con gặm dưới thung lũng, thong dong bên cạnh mấy chú mục đồng tinh nghịch chơi đùa. Và đây bà con chúng ta xem cái hình ảnh đó. Và có những trẻ mục đồng là có nghề chăn trâu 5 đến 10 năm cơ, chứ không phải là ít. Và khi máy móc cơ giới len lỏi vào những cánh đồng xa xôi thì đồng bào Tây Nguyên còn khá đông đúc, bởi nó gắn bó với văn hóa tục tập lâu đời của bà con đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng thời, chúng vẫn là đầu cơ nghiệp của không ít gia đình bên cạnh đàn bò, đàn dê. Người chăn nuôi trâu đa số đều là các hộ chăn nuôi truyền thống nuôi trâu trước đó. Nhà ít nuôi cũng là 5 đến 10 con, nhiều thì khoảng 50 đến 70 con, nên thường phải thuê người chăn thả mỗi ngày. Và người chăn trâu không ai khác, chủ yếu là các chú trẻ mục đồng. Số còn lại là những người già làm việc ngày trong lúc nhàn rỗi. Có nhiều mục đồng được thuê như vậy và chăn trâu rồi trở thành cái nghề hẳn hoi với cái lũ trẻ. Như vậy thì chúng ta thấy là nghề chăn trâu, nghề chăn trâu, khi nói đến nghề chăn trâu thì có vẻ là thấy là buồn cười và không khả thi. Nhưng mà trên thực tế ở Lâm Đồng thì chúng ta thấy là những đứa trẻ đã chăn trâu thuê cho các nông hộ chăn nuôi với số lượng lớn. Và những đứa trẻ đó, có những đứa trẻ đã chăn trâu thuê với cái nghề này để kiếm tiền. Và không những là chăn trâu với một thời gian ngắn mà thậm chí còn trở thành thâm niên, ít nhất là cũng 2 đến 3 năm và nhiều nhất là cũng đến gần 10 năm. Do vậy mà cái nghề chăn trâu ở đây cũng là một cái nghề mà chúng ta thấy là cũng rất là
lý tưởng và cũng tận dụng được những cái công lao động của trẻ em, và đồng thời đây cũng là một cái hướng mà để tạo cái công ăn việc làm trong cái lúc nhàn rỗi của các em trong các cái vùng sâu vùng xa, hoặc là các đồng bào, các em ở các đồng bào miền núi, để giúp bố mẹ để nâng cao cái thu nhập trong trong gia đình. Như vậy thì chúng ta thấy là đây cũng là một cái chuyển lại trong cái việc mà nghề chăn trâu. Như vậy thì người ta gọi là nghề chăn nuôi, cả chăn nuôi tự nhiên, nhưng mà đây là cái là chăn trâu thuê và theo cái thâm liên và với thời gian dài. Vâng, xin chuyển sang cái mục thứ hai là trả lời trực tuyến các câu hỏi của bà con đưa ra. Xin mời bà con đưa ra những câu hỏi để cho ban thư ký của chúng tôi tập hợp để chúng tôi trả lời cho bà con. Vâng. Anh Tiến có câu hỏi. Nhà em có 20 con lợn nặng khoảng 40 kg một con, lợn có hiện tượng bỏ ăn và đi ngoài phân đen ngoài da bình thường, cho em hỏi nguyên nhân cách khắc phục. Vâng, với cái biểu hiện trên thì theo chúng tôi đàn lợn của nhà anh bị mắc bệnh viêm ruột hoại tử. Tức là khi mà bị viêm ruột hoại tử thêm thì trạng thái của lợn, đặc biệt là cái trạng thái phân phân lỏng và có màu đen, thậm chí có màng nhầy phủ lên trên trên bãi phân, trên bề mặt phân, và phân có mùi thối thối khắm. Và để khắc phục được cái hiện tượng này thì anh cần phải lưu ý mấy vấn đề sau đây. Thứ nhất là phải tách lợn bệnh ra khỏi đàn. Như việc thì tách khỏi bệnh đây để hạn chế được cái quá trình lây lan và dễ chăm sóc, dễ nuôi dưỡng, dễ điều trị, hay nói một cái khác là dễ khắc phục. Đồng thời là phải dùng thuốc sát trùng để tẩy uế chuồng nuôi cũng như tẩy uế môi trường xung quanh. Và anh dùng một cái phác đồ mà chúng tôi tư vấn như sau. Việc đầu tiên là anh dùng thuốc trợ sức trợ lực, nâng cao sức đề kháng và bồi bổ cơ thể. Ví dụ như vitamin C kết hợp với B1 kết hợp với caffeine, tiêm cho lợn ngày một lần, liều lượng theo chỉ dẫn trên bao bì sản phẩm. Và dùng Satosan hoặc là Katosan, tiêm cho lợn ngày một lần, liều lượng theo chỉ dẫn trên bao bì sản phẩm. Đặc biệt là dùng thuốc đặc trị đối với cái vi khuẩn yếm khí, thì anh dùng phối hợp thuốc như sau. Amoc LA tiêm cho lợn vào buổi sáng, liều lượng theo chỉ dẫn trên bao bì sản phẩm. Và buổi chiều thì anh dùng Ampicoli hoặc là dùng Amoc 50 hoặc Amoc 75 cho lợn uống, liều lượng theo chỉ dẫn trên bao bì sản phẩm. Và để tăng cường cái sức đề kháng cũng như là bổ sung nước cũng như chất điện giải thì anh cho dùng dung dịch glucocac thảo dược kết hợp với vitamin tổng hợp như multivit C hoặc là polyvitamin hoặc là supervita cùng với vitamin ADE hòa với nước sạch cho lợn uống tự do hàng ngày. Và để bảo vệ cái niêm mạc ở đường ruột thì anh dùng nitrat bismuth, nhớ tôi nhắc lại, nitrat bismuth hòa với nước, đặc biệt nếu mà có được thì hòa với nước cháo cho lợn uống ngày một lần, liều lượng theo chỉ dẫn trên bao bì sản phẩm. Và dùng men tiêu hóa bổ sung vào cái khẩu phần ăn hàng ngày, hoặc là có thể là pha với nước uống cho lợn uống. Và với cái phác đồ trên điều trị liên tục từ 5 đến 7 ngày. Vâng. Anh Văn Tiến có câu hỏi. Bò 5, 6 tháng tuổi, xin chuyên gia cách khắc phục làm sao cho bò không bị ruồi muỗi nhặng bám vào. Vâng, với cái câu hỏi mà anh đưa ra thì theo chúng tôi là cái môi trường chăn nuôi ở cái khu vực của anh là bị ô nhiễm. Cái ô nhiễm đây là gì? Có thể là cái môi trường chăn nuôi thường xuyên có chất thải
phân nước tiểu, các chất hữu cơ và một số các cái sản phẩm khác mà làm cho môi trường thường xuyên ẩm ướt và ô nhiễm. Và khi mà môi trường thường xuyên ẩm ướt và ô nhiễm các chất hữu cơ thì làm cho ruồi và nhặt cũng như là muỗi phát triển rất là mạnh. Vì vậy mà để khắc phục cái hiện tượng trên thì anh cần phải tiến hành các cái bước sau đây. Bước thứ nhất là phải cải thiện lại cái môi trường chăn nuôi. Thế vậy cải thiện môi trường chăn nuôi đây là gì? Anh phải cần lưu ý là mấy vấn đề sau đây này. Thứ nhất là chuồng nuôi là anh phải dọn các chất thải hàng ngày nhé, dọn các chất thải hàng ngày ở trong chuồng nuôi và sau đó dùng nước sạch để rửa và đồng thời dùng thuốc sát trùng để tẩy uế chuồng nuôi. Và trong quá trình chăn nuôi cần phải để cho chuồng nuôi thường xuyên sạch sẽ khô ráo, thì đấy là cái bước thứ nhất ở trong chuồng nuôi. Còn ở phía ngoài chuồng nuôi thì cần phải phát quang các bụi rậm, và khơi thông các cống rãnh, và đặc biệt là nếu mà cái khu thải phân, cái hố thải phân mà ở cái gần cái khu vực chăn nuôi thì cần phải xử lý, cho tốt. Xử lý ở đây là có thể là dùng các cái chế phẩm sinh học để trộn vào đó hoặc rắc lên đó, hoặc có thể là phải ủ kín, ủ yếm khí, hoặc có thể là dùng vôi bột để rắc vào cái hố phân đó. Thì đấy là cái vấn đề thứ nhất là cải thiện lại cái môi trường chăn nuôi. Vấn đề thứ hai là phải dùng thuốc để diệt côn trùng. Thì cái thuốc diệt côn trùng ở đây thì anh có thể dùng là cái Hantoc 200 hoặc Hantoc spray hoặc Hantoc spoon. Tất nhiên là có rất nhiều các cái thuốc mà diệt côn trùng khác, nhưng trên thực tế là ba cái loại thuốc mà chúng tôi nêu trên thì dễ kiếm, hiệu quả cao và cái giá thành chấp nhận được. Thì một trong ba cái loại thuốc đó anh phun vào chuồng nuôi cũng như là cái khu vực xung quanh cứ một tuần hai lần nhá, thì đấy là cái vấn đề thứ hai. Và vấn đề thứ ba là phải là tắm cho bò, định kỳ tắm cho bò, có thể là một vài ngày phải tắm cho bò sạch. Chứ còn nếu mà chuồng nuôi đã là bị ô nhiễm, như là có thường xuyên đọng phân nước tiểu và một số khác mà bò nằm lên trên đấy, thì chính những cái chất thải đó lại dính lên trên thân của bò, và đấy cũng là điều kiện để cho ruồi nó phát triển. Do vậy mà phải định kỳ 1 đến 2 ngày tắm cho bò và sạch sẽ, và tốt nhất là sử dụng cái nước xà phòng để tắm, và sau đó nếu có điều kiện thì có thể là dùng nước lá chầu không để tắm cho bò. Và cùng với việc là tắm cho bò thì cần phải dùng cái thuốc mà diệt côn trùng phun trực tiếp lên thân của con bò, nhưng tránh trực tiếp là phun lên vùng mặt nhé, tránh phun trực tiếp lên vùng mặt. Và trong những ngày nắng nóng thì cần phải phun vào buổi sáng sớm hoặc là vào cái chiều tối để cho mát, thì có như vậy nó mới ít ảnh hưởng tới cái đường hô hấp của đàn bò. Và đấy là cái biện pháp mà khống chế và hạn chế được cái ruồi muỗi trên cái khu vực chăn nuôi trâu và bò. Vâng. Khán giả Phan chị có câu hỏi: gà nhà em 9 ngày biểu hiện hen khẹp, chảy nước mắt, phân vàng lỏng, có bọt, cho em hỏi nguyên nhân cách khắc phục. Vâng, với cái biểu hiện là trên đàn gà như khán giả mô tả thì theo chúng tôi đàn gà bị mắc bệnh CRD và có ghép với E. coli. CRD và có ghép với E. coli. Và để khắc phục được cái hiện tượng này thì khán giả cần phải lưu ý. Thứ nhất là phải cải thiện lại cái môi trường chăn nuôi. Thế vậy cải thiện lại môi trường chăn nuôi ở đây là gì? Cần phải lưu ý các cái nhiệt độ trong cái quầy uống. Gà mới 9 ngày tuổi thì đang ở cái giai đoạn uống, và cái nhiệt độ nó đòi hỏi là 32 đến 33 độ. Và nếu mà cái nhiệt độ không đảm bảo thì nó cũng ảnh hưởng tới cái đường hô hấp và ảnh hưởng tới đường tiêu hóa. Cho nên cần phải giữ đúng cái nhiệt độ cho
là trong cái quầy uống, thì đấy là cần lưu ý. Thế vậy trong quá trình chăn nuôi, nếu mà anh có điều kiện mà anh sử dụng cái nhiệt kế ở mỗi một quầy uống có một cái nhiệt kế để mình theo dõi thì nó tốt hơn. Nhưng nếu không thì theo kinh nghiệm là người ta thường quan sát như thế này: nếu mà gà tản đều, nằm tản đều trong cái quầy uống thì đấy là nhiệt độ thích hợp. Còn nếu mà túp vào cái khu mà bóng đèn thì đấy là nhiệt độ chiếu, mà nằm tản hết ra ngoài rìa của quầy uống thì đấy là nhiệt độ quá cao. Do vậy là căn cứ vào đấy để điều chỉnh cái nhiệt độ, thì là điều chỉnh nhiệt độ đây là điều chỉnh cái số lượng đèn hoặc là độ cao thấp của đèn để cho cái nhiệt độ nó phù hợp. Thì đấy là cái vấn đề cải thiện lại cái môi trường chăn nuôi thì khán giả cần phải lưu ý. Và sau đó khán giả sử dụng một cái phác đồ mà chúng tôi tư vấn như sau. Thứ nhất là tiếp tục sử dụng cái thuốc uống cho gà uống tự do, thì đây là cái thứ nhất. Và thứ hai là dùng thuốc để điều trị cái CRD, bệnh CRD và bệnh E. coli. Thế vậy thì khán giả dùng phối hợp với thuốc chúng tôi nêu như sau: là dùng timicosin nhá, timicosin hoặc là doxy 50 hoặc là erythromycin nhá, hoặc là tetramycin cho gà uống vào buổi sáng, liều lượng theo chỉ dẫn trên bao bì sản phẩm. Và buổi chiều dùng enzofloc hoặc là fluorphenicol 20% hoặc là dùng thiamphenicol 10% hòa với nước cho gà uống buổi chiều, liều lượng theo chỉ dẫn trên bao bì sản phẩm. Và hai loại thuốc này cho gà uống liên tục từ 5 đến 7 ngày để cho đàn gà nhanh chóng được hồi phục và nâng cao sức đề kháng cũng như bồi bổ cơ thể. Thì khán giả dùng điện giải glucocase thảo dược kết hợp với vitamin tổng hợp như multivit C hoặc là polyvitamin hoặc là supervita, và kết hợp với vitamin A, D, E cùng với thuốc giải độc gan thận. Những thuốc này hòa với nước sạch cho gà uống tự do 10 đến 15 ngày. Và với cái phác đồ trên, điều trị liên tục nhá, điều trị liên tục, tôi nhắc lại là như kháng sinh thì điều trị liên tục 5 đến 7 ngày, còn thuốc trợ sức trợ lực và nâng cao sức đề kháng cũng như bồi bổ cơ thể sử dụng và hay là dùng từ 10 đến 15 ngày. Vâng. Khán giả Trần Đặng Văn Dũng có câu hỏi: bò lái đẻ kéo dài 6 tiếng mà vẫn chưa ra rau, có cách nào để khắc phục không ạ? Vâng, thì hiện tượng mà sau khi mà bò sinh con xong thì ít nhất là cũng phải là sau 3 đến 4 giờ nhau thai phải ra. Và trong trường hợp này thì anh cần phải xem lưu ý, có thể là trong quá trình mà theo dõi anh không theo dõi mà bò nhau đã ra rồi thì có thể là bò nó cũng đã quay lại nó ăn cái nhau đó, cho nên anh cần phải lưu ý. Thế còn thì trong trường hợp mà nhau lâu ra thì anh dùng các cái biện pháp như sau. Cái này thì tất nhiên là anh không làm được rồi mà anh phải mời cán bộ thú y đến giúp. Thế vậy thì khi mà trường hợp này là phải là bóc trực tiếp, bóc trực tiếp, và để cho bóc nhau thai được dễ thì anh cần lưu ý này là sử dụng cái nước ấm 37 độ và có pha thêm một chút muối rồi thụt vào tử cung cho bò với cái liều lượng là 1 đến 2 lít. Và sau khi mà thụt cái nước ấm mà có pha muối nhá, có pha muối như vậy thì anh dùng cái thuốc để tăng cường cái co bóp của cơ trơn tử cung, dùng oxytocin tiêm cho bò nhiều lượng theo chỉ dẫn trên bao bì sản phẩm. Và sau khi tiêm 15-20 phút thì anh theo dõi xem là cái cường độ mà bò cái tăng cường nó có bóc cơ trơn mà có cái hiện tượng là dặn để đẩy nhau thai ra ngoài. Và trong trường hợp mà khi sử dụng cái oxytocin mà không có tác dụng thì bắt buộc phải đưa tay vào để bóc, đưa tay để mà bóc, hay nói khác là
tách giữa nhau mẹ và nhau thai rồi để đưa nhau thai ra ngoài. Thế cái biện pháp này là anh không làm được và anh phải mời cán bộ thú y đến đến giúp. Thì đấy là cái biện pháp mà can thiệp thì sát nhau. Thì có trường hợp là người ta cứ để như vậy, hoặc là có trường hợp là có một ít cuống nhau lòng thầm ra ngoài, thì đi theo cái kinh nghiệm dân gian là người ta dùng vôi, nước vôi đặc bôi lên sống lưng, và sau đó là dùng cái vật nặng, ví dụ như là cái chổi cồn hoặc là một cái vật gì đó buộc vào cái cuống dao đó, và cứ như vậy nó dần dần nó sẽ kéo cái nhau con ra khỏi nhau mẹ ra ngoài. Nhưng trong trường hợp mà thế thì thường hay là lâu, cho nên tốt nhất là bóc trực tiếp. Thế còn một cái phương pháp nữa, như cái phương pháp này thì chắc là cán bộ thú y nếu mà không có kinh nghiệm thì chắc cũng không làm được, là chúng tôi thường sử dụng kháng sinh và kết hợp với novocain nồng độ là 0.25-0.5% phóng bế vào cái màng treo tử cung, và cứ cách một ngày phóng bế một lần, và trong khoảng 3 lần phóng bế thì sau đó là dùng cái nước ấm có pha muối thụt rửa vào tử cung, và sau đó cũng dùng oxytocin để tiêm, thì nó sẽ đẩy cái nhau thai ra ngoài. Thì cái này thì không cần phải can thiệp trực tiếp, nhưng tất nhiên với khoảng thời gian lâu, và đồng thời là phải có cái kỹ thuật để phóng bế bằng treo tử cung. Vâng. Khán giả Trần Văn Vĩnh có câu hỏi: em có 200 con ngỗng úm được 10 ngày tuổi, ngỗng có hiện tượng bỏ ăn, đi ngoài phân trắng, về mỏ, khô chân, cù dù rồi chết. Nhiệt độ úm là 35-37 độ, thức ăn là cám, gà. Trước đó em đã làm vaccine và thuốc trị đi ngoài nhưng không hiệu quả, cho em hỏi nguyên nhân cách khắc phục. Vâng, không biết anh làm cái vaccine gì, nhưng mà trong trường hợp mà ngỗng mà bị như vậy thì theo chúng tôi là rất có thể là ngỗng bị mắc bệnh dịch tả và có ghép với thương hàn. Và để khắc phục cái hiện tượng trên thì theo chúng tôi anh cần phải tiến hành các cái bước sau đây. Bước thứ nhất là cũng phải theo dõi cái nhiệt độ trong cái quầy úm, và thứ hai là hạn chế cái việc mà tiếp xúc nước cho cái đàn ngỗng, và thứ ba là trong cái thời tiết khí hậu giá lạnh mà mưa ẩm thì cần phải giữ ấm, và cái quầy úm chất độ chuồng phải thường xuyên khô ráo. Thì đấy là cái bước thứ nhất mà anh cần lưu ý. Và cái bước thứ hai là sử dụng cái thuốc úm cho ngỗng hoặc cái nước cho ngỗng uống tự do, và đồng thời là dùng theo một cái phác đồ mà chúng tôi tư vấn sau đây. Thứ nhất là dùng kháng thể dịch tả vịt nhá. Kháng thể dịch tả vịt tiêm cho toàn bộ đàn ngỗng, liều lượng theo chỉ dẫn trên bao bì sản phẩm, và tiêm liên tục 3 ngày liền. Sau 3 ngày tiêm kháng thể dịch tả vịt cho toàn bộ đàn ngỗng thì dùng vaccine dịch tả vịt tiêm cho toàn bộ đàn ngỗng với liều gấp 2 lần so với liều phòng. Tôi lấy ví dụ như là một ống vaccine hoặc một loại vaccine, người ta chỉ dẫn là phòng cho 1.000 con. Nhưng trong trường hợp này anh chỉ tiêm cho 100 con, 500 con, thì đấy là với liều gấp đôi. Và đồng thời với việc mà dùng vaccine, tôi nhắc lại là vaccine tác động một lần và với liều gấp đôi, và đồng thời với việc tác động vaccine thì anh dùng một trong các loại thuốc sau đây, ví dụ như là Enzoflox hoặc là Amoxicillin hoặc là Enzofloxacin hoặc là Biceptol hoặc là Fluphenicol 20% cho ngỗng uống hoặc là trộn vào khẩu phần ăn, nhưng tốt nhất là pha với nước uống cho ngỗng uống, uống liên tục 5-7 ngày. Và để cho đàn ngỗng nhanh chóng hồi phục, tăng cường cái miễn dịch, quá trình tiêu hóa thu, thì dùng điện giải gluco các chế thảo dược kết hợp với multivit C, đó là vitamin tổng hợp, và kết hợp với vitamin ADE, đặc biệt là vitamin ADE cùng với thuốc giải độc gan thận. Những thuốc này hòa với nước sạch cho ngỗng uống tự do 10-15 ngày, và với cái phác đồ trên sẽ khắc phục được cái hiện tượng trên đàn ngỗng như khán giả mô tả. Khán giả Hoàng Văn Giáp có câu hỏi: ngan 60 ngày tuổi có biểu hiện ủ rũ, mỏ tím tái,
đi ngoài phân vàng, mổ khám thấy tim bị hoại tử, vằn, gan mềm lát, ổ gan, tim có nước đọng, ruột bị viêm nặng, xuất huyết và có chảy máu, cho em hỏi nguyên nhân cách phục. Vâng, trong trường hợp đấy thì theo chúng tôi là đàn gan bị bệnh bại huyết, bị bệnh bại huyết. Thế vậy thì để khắc phục cái hiện tượng trên, trên thực tế thì thường là bại huyết ghép với dịch tả. Cho nên trong trường hợp này thì theo chúng tôi khán giả cần phải sử dụng theo một cái pháp đồ mà chúng tôi tư vấn như sau. Cho toàn bộ đàn gan uống nước tỏi. Thì nước tỏi chúng tôi thường là chỉ dẫn 100g tỏi giã nhỏ pha với 10 lít nước, gạn lấy nước trong cho gan uống tự do, uống thành nước hàng ngày. Còn bã tỏi cho trộn vào khẩu phần ăn cho gan ăn. Và đồng thời là dùng kháng thể dịch tả vịt tiêm cho toàn bộ đàn gan, liều lượng theo chỉ dẫn trên bao bì sản phẩm và tiêm liên tục 3 ngày liền. Nhớ là tiêm liên tục 3 ngày liền. Và sau 3 ngày tiêm kháng thể dịch tả vịt thì dùng vaccine dịch tả vịt tiêm cho toàn bộ đàn gan với liều gấp 2 lần so với liều bình thường. Và đồng thời là dùng thuốc đặc trị đối với bệnh bại huyết. Thế vậy thì cái thuốc mà đặc trị đối bệnh bại huyết thì khán giả có thể sử dụng theo một cái phác đồ như sau. Amoc 50 hoặc Amoc 75 cho gan ăn hoặc là uống vào buổi sáng, liều lượng theo chỉ dẫn trên bao bì sản phẩm. Còn buổi chiều thì dùng Enzoflox hoặc là Ampicoli nhá. Enzoflox hoặc là Ampicoli hoặc là Neotesol, liều lượng theo chỉ dẫn trên bao bì sản phẩm. Hoặc có thể là dùng một cái phác đồ thứ hai, đó là Amoxicod 5% nhá. Amoxicod 5% buổi sáng cho gan ăn hoặc là uống. Còn buổi chiều là dùng colistin nhá. Dùng colistin hoặc là biceptol cho gan uống, liều lượng theo chỉ dẫn trên bao bì sản phẩm. Còn những con nặng thì dùng Septifur, dùng những chế phẩm có Septifur, ví dụ như là Sep 5.0 hoặc BioSep hoặc là Sep Kép 510 hoặc là Septi 1000 tiêm cho gan. Nhưng trong trường hợp tiêm là chỉ tiêm 3 ngày. Còn trường hợp mà cho uống thì phải uống liên tục từ 5 đến 7 ngày. Và để cho đàn gan nhanh chóng hồi phục thì dùng điện giải glucocase thảo dược kết hợp với vitamin tổng hợp, kết hợp vitamin ADE và kết hợp với thuốc giải độc gan thận. Thì thuốc giải độc gan thận trong trường hợp này tốt nhất là sử dụng Forentic hoặc là Forentic. Những thuốc này hòa với nước sạch cho gan uống tự do 10 đến 15 ngày. Tôi nhắc lại là kháng thể tác động liên tục 3 ngày, còn vaccine tác động một lần nhưng với liều gấp 2 lần so với liều phòng. Và kháng sinh để điều trị cái bại huyết là từ 5 đến 7 ngày, còn thuốc bồi bổ cơ thể dùng 10 đến 15 ngày. Với phác đồ trên sẽ khắc phục được cái hiện tượng trên đàn gan như khán giả mô tả. Chúc khán giả xử lý thành công. Khán giả Thu có câu hỏi: heo đẻ được hơn 1 tháng, bầu vú bị sưng to, có mủ, căng cứng, heo không sốt, ăn uống bình thường, cho em hỏi nguyên nhân cách phục. Vâng, trong trường hợp đấy là heo bị viêm vú. Thì cái hiện tượng viêm vú đấy nó có thể có mấy vấn đề. Thứ nhất có thể là do bị xây sát cái bầu vú, và sau đó là môi trường chăn nuôi bị ô nhiễm vi khuẩn xâm nhập vào và gây viêm. Thì đây là cái trường hợp thứ nhất là hay xảy ra. Còn trường hợp thứ hai là do tắc tia sữa. Và khi mà tắc tia sữa thì do mà tắc tia sữa thì sữa tích lại lâu ở trong các cái tuyến vú, do vậy mà cũng gây nên cái hiện tượng là viêm vú. Vì vậy trong trường hợp này thì khán giả cần phải sử dụng theo một cái phác đồ mà chúng tôi chỉ dẫn sau đây. Lấy một nắm lá bạc, sau đó cho vào cái son hoặc là cái nồi, rồi đổ 1 lít nước vào đó, đun sôi kỹ. Và sau khi mà đun sôi kỹ để cho cái nước nó ấm, và dùng tay bóp lát cái lá bạc, rồi gạn lấy nước trong và sau đó pha một chút muối nữa vào, rồi dùng cái vải màn thấm nước hoặc là một cái vải bông hoặc là khăn bông thấm nước nhúng vào cái dung dịch mà nước đa bàng đó, rồi xoa bóp vào bầu vú nha. Xoa bóp toàn bộ trên bầu vú nhẹ nhàng từ 10 đến 15 phút, và sau đó là dùng tay
nắn cái bầu vú để vắt bớt cái sữa ở trong bầu vú đó ra. Thì đấy là cái biện pháp thứ nhất. Và sau khi mà nặn bớt cái sữa mà viêm ra thì sẽ dùng nhá, iodine 10% hoặc povidine 10% là cho vào cái bát hoặc là cái chén, và sau đó là nhúng cái núm vú nhá, nhúng núm vú vào cái bát hoặc cái chén có iodine 10% hoặc là povidine 10%, và nhớ nhúng là hết cái núm vú vào đến 1/3 cái bầu vú. Rồi dùng thuốc kháng sinh tiêm điều trị toàn thân. Thì kháng sinh khán giả có thể dùng phối hợp để cho nó nhanh, Amoc LA hoặc là Gentamoc LA hoặc là Genmoc LA tiêm cho heo buổi sáng. Còn buổi chiều là dùng những chế phẩm có Septifur, ví dụ như là Sep 5.0 hoặc Biosep hoặc Septet 5.0 tiêm cho heo buổi chiều, liều lượng theo chỉ dẫn trên bao bì sản phẩm. Và dùng thuốc trợ sức trợ lực nâng cao sức đề kháng thì khán giả dùng vitamin C kết hợp với B1 kết hợp với caffeine tiêm cho heo một lần, liều lượng theo chỉ dẫn trên bao bì sản phẩm. Dùng Catosan hoặc là Satosan tiêm cho heo một lần, liều lượng theo chỉ dẫn trên bao bì sản phẩm. Đồng thời dùng là glucocase thảo dược kết hợp với multivit C như đó là vitamin tổng hợp và kết hợp với vitamin ADE hòa với nước cho heo uống tự do. Và với cái phác đồ trên điều trị liên tục từ 5 đến 7 ngày sẽ khắc phục được cái hiện tượng viêm vú trên con heo nái. Chúc khán giả xử lý thành công. Khán giả Mận có câu hỏi: nhà em có 500 con gà 5 tháng tuổi có biểu hiện mắt nhắm, không mở được mắt, ăn kém, vạch bên trong mắt ra thì có bị đỏ, có mủ. Cho em hỏi nguyên nhân, cách khắc phục và liều lượng cho gà ăn tỏi như thế nào phù hợp? Vâng, trước hết là tôi trả lời là cho ăn tỏi và nghi nước tỏi. Thì cái chế phẩm tỏi thì có rất nhiều cách để mà sử dụng. Ví dụ như là phơi khô sau là nghiền thành bột sấy khô. Thì cái này thường trộn là 1-2% trong cái khẩu phần thức ăn. Thứ hai là ngâm với rượu mà với khoảng thời gian dài, sau đó là pha cái rượu tỏi thành với nước loãng để cho uống. Và cái cách thứ ba đó là dùng tỏi tươi. Thì cái cách này dễ làm và thông dụng mà làm rất đơn giản. Như chúng tôi thường tư vấn thường xuyên đó là 100g tỏi dã nhỏ pha với 10 lít nước gạn lấy nước trong cho gà uống nước tự do, uống thành nước, còn bã tỏi trộn vào khẩu phần ăn hàng ngày. Thế là đấy là cái cách mà sử dụng bã tỏi và cái nước tỏi là như vậy. Chúng ta thấy là cái bã tỏi cũng như nước tỏi có tác dụng rất tốt, giúp cho cái hỗ trợ điều trị các bệnh, ví dụ như là tiêu chảy, rối loạn tiêu hóa, không tiêu, hoặc là bệnh CRD hoặc là bệnh IB, vân vân. Nó có tác dụng rất là tốt. Vì vậy là cái việc mà sử dụng chế phẩm tỏi là mấy cách mà chúng tôi tư vấn, và cái cách mà thông dụng nhất mà chúng tôi thường tư vấn nên khán giả nên thực hiện cái cách đó. Thế còn thì cái việc mà khán giả nói là gà bị đau mắt, nhắm mắt thì chỉ có cái hiện tượng đó thì có mấy vấn đề. Có thể là do cái môi trường bị ô nhiễm, thì tức là cái trong cái môi trường chăn nuôi, chuồng nuôi là cái chất bọn chuồng thường ẩm, tức là có nhiều chất thải. Và do vậy mà trong chuồng nuôi có nhiều cái khí độc trong chuồng nuôi như H2S hoặc là NH3, và hai khí độc đấy nó tác động rất mạnh đối với niêm mạc mắt. Thì đây là cách thứ nguyên nhân thứ nhất. Và thứ hai là có thể là do bị run run mắt, do bị run ký sinh ở mắt gây nên. Và thứ ba có thể là do kết hợp là triệu chứng của cái bệnh mà thường xuyên hay xảy ra, đó là bệnh CRD. Nhưng mà cái CRD thì nó phải có cái hiện tượng hen khẹt, phải có hiện tượng hen khẹt và một số các cái bệnh khác cũng gây nên viêm kết mạc. Vì vậy, và cái thứ tư nữa là có thể là do thiếu vitamin, đặc biệt là vitamin D, đặc biệt là vitamin A và vitamin B1. Do vậy mà trong trường hợp này do khán giả nêu nó cũng không rõ thì chúng tôi sẽ đưa ra cái tư vấn một cách tổng hợp. Việc đầu tiên là phải là cải thiện lại môi trường chăn nuôi, cụ thể là phải thay chất đốn chuồng nếu mà chất đốn chuồng bị ô nhiễm,
Thì đấy là cái thứ nhất. Thứ hai là trong quá trình chăn nuôi, chủ nuôi phải thường xuyên sạch sẽ khu sáo và thông thoáng khí ở trong chủ nuôi. Thì đấy là vấn đề thứ hai mà cần phải lưu ý. Và thứ ba là dùng nhá, dùng cái gentamicin, cái dung dịch gentamicin, hay nói là cái gentamicin dạng nước, nhỏ vào mắt đau cho gà. Và sau khi nhỏ gentamicin thì dùng cái ivermectin, cái dạng đây là cũng là dạng nước, nhỏ vào mắt cho gà. Và cái nhỏ gentamicin cũng như là ivermectin là rõ liên tục là 3 đến 5 ngày. 3 đến 5 ngày. Và đồng thời nha, đồng thời là bổ sung vào khẩu phần ăn hàng ngày hoặc là nước uống, đó là vitamin tổng hợp, ví dụ như là multivit C hoặc là supervita hoặc là polyvitamin cùng với ADE, nhớ nhé, cùng với vitamin ADE hòa với nước sạch cho gà uống tự do từ 10 đến 15 ngày. Và để đề phòng cái bội nhiễm vi khuẩn kia phát thì theo chúng tôi là khán giả nên sử dụng cái doxy 50 hoặc có thể là dùng tetramycin trộn vào khẩu phần ăn cho gà ăn. Trong trường hợp này là cho gà ăn liên tục từ 5 đến 7 ngày. Thế còn các cái loại thuốc trên tác động, đặc biệt là thuốc mà cấp vitamin thì phải sử dụng 10 đến 15 ngày. Vâng. Khán giả Phạm Văn Chính có câu hỏi: lợn nuôi để gây lái nuôi được 6 tháng, lợn có hiện tượng mình hơi nóng, hai chân sau run lẩy bẩy, đi lại khó khăn, cho em hỏi nguyên nhân cách khắc phục. Vâng, trong trường hợp đấy thì theo chúng tôi đây nó cũng là một cái triệu chứng, nó cũng không cụ thể. Khi mà lợn mà bị ốm thì thường có các cái biểu hiện như vậy. Cho nên trong trường hợp này thì theo chúng tôi là khán giả cần phải tiếp tục theo dõi. Và trong quá trình theo dõi thì theo chúng tôi khán giả cần phải lưu ý tách những con lợn đó ra nhé. Tách những con lợn đó ra khỏi đàn và sau đó dùng thuốc sát trùng để tẩy uế cái chuồng nuôi hoặc cái ô chuồng nuôi mà có con lợn ốm như vậy. Thì đấy là cái bước thứ nhất. Và cái bước thứ hai, toàn đàn mà có xuất hiện cái con ốm đó thì phải dùng thuốc để nâng cao sức đề kháng, ví dụ như là Primic khoáng, Primic vitamin, đặc biệt là vitamin ADE, vitamin C và vitamin tổng hợp hòa với nước cho lợn uống tự do 10 đến 15 ngày. Thế còn đối với lợn mà bị bệnh mà như khán giả mô tả thì theo chúng tôi khán giả sẽ dùng này vitamin C kết hợp B1 kết hợp với caffeine tiêm cho lợn ngày một lần, liều lượng theo chỉ dẫn trên bao bì sản phẩm, và dùng satosan hoặc là catosan tiêm cho lợn ngày một lần, liều lượng theo chỉ dẫn trên bao bì sản phẩm. Đặc biệt là dùng vitamin B1 kết hợp với citrulline, tôi nhắc lại vitamin B1 kết hợp với citrulline tiêm cho lợn ngày một lần, liều lượng theo chỉ dẫn trên bao bì sản phẩm. Khán giả cần lưu ý cái vitamin B1 thì có thể là tiêm liều lượng quá cũng được, nhưng mà strychnine cần phải tiêm đúng liều lượng, nếu quá liều lượng sẽ gây nên cái hiện tượng là co thắt và lợn có thể sẽ bị chết, cho nên cần phải sử dụng rất là chính xác. Và bổ sung primic khoáng cùng với vitamin ADE và trong khẩu phần ăn hàng ngày và bổ sung liên tục 10 đến 15 ngày và cứ theo dõi như vậy xem là có biểu hiện gì khác nữa hay là không. Vâng. Khán giả Cao Văn Biên có câu hỏi: lợn được 4 tháng 55kg, biểu hiện kém ăn, sổ mũi, hắt hơi, sốt, đi ngoài, bị đã 2 tuần nay, em đã cho ăn vitamin C, glucocase, cho em hỏi nguyên nhân cách phục. Vâng, trong trường hợp đấy thì theo chúng tôi rất có thể lợn là bị cúm. Và cúm ở đây là do virus, do vậy mà cái việc mà kháng sinh điều trị chưa có thì kháng sinh điều trị đặc hiệu. Vì vậy trong trường hợp này chủ yếu dùng thuốc để nâng cao sức đề kháng, thuốc điều trị triệu chứng và thuốc kháng sinh để điều trị cái bệnh kế phát. Vì vậy trong trường hợp này thì theo chúng tôi khán giả cần phải lưu ý này, thứ nhất là tách những lợn bị bệnh ra khỏi đàn và sau đó dùng thuốc sát trùng để tẩy uế chuồng nuôi và tẩy uế môi trường xung quanh.
Thì đây là cái bước thứ nhất. Bước thứ hai là dùng theo một cái phác đồ điều trị như sau. Bước đầu tiên là dùng thuốc trợ sức trợ lực và nâng cao sức đề kháng cũng như bồi bổ cơ thể, như vitamin C kết hợp B1 kết hợp với caffeine, tiêm cho lợn ngày một lần, liều lượng theo chỉ dẫn trên bao bì sản phẩm. Dùng Catosan hoặc Satosan tiêm cho lợn ngày một lần, liều lượng theo chỉ dẫn trên bao bì sản phẩm. Và dùng điện giải glucocaxi thảo dược kết hợp với vitamin C kết hợp với vitamin tổng hợp kết hợp với vitamin ADE và thuốc giải độc gan thận. Những loại này hòa với nước sạch cho lợn uống tự do hàng ngày nhé, cho lợn uống tự do hàng ngày. Và dùng kháng sinh có hoạt phổ rộng, dùng kháng sinh có hoạt phổ rộng và ít bị vi khuẩn kháng thuốc để điều trị bệnh kế phát. Thì khán giả dùng phối hợp làm gì? Kháng sinh như sau: Amox LA hoặc là Ampicana hoặc là Xantatilo hoặc là Xantamox LA tiêm cho lợn vào buổi sáng. Còn buổi chiều dùng những chế phẩm có Ceftifur, ví dụ như là Cef 5.0 hoặc BioCef hoặc là Cefcat 7510 tiêm cho lợn theo chỉ dẫn trên bao bì sản phẩm. Và với cái pháp đồ trên điều trị liên tục từ 5 đến 7 ngày. Khán giả Thu Phương có câu hỏi: lợn 40kg bỏ ăn 4 ngày rồi chết, tai tím, chảy máu mũi, đi loại lòng trận rồi chết, da tái nhợt, cho em hỏi nguyên nhân cách khắc phục. Vâng, với cái biểu hiện trên đàn lợn như khán giả mô tả và trong cái tình hình dịch bệnh hiện nay thì theo chúng tôi là có hai cái khả năng xảy ra trên đàn lợn của nhà khán giả. Thứ nhất là bệnh dịch tả lợn châu Phi và thứ hai là bệnh tai xanh. Chính vì vậy mà để có cái biện pháp mà khống chế có hiệu quả, tránh cái thiệt hại hoặc là tránh cái chi phí trong quá trình điều trị cao mà không khỏi bệnh, thì tốt nhất là theo chúng tôi khán giả cần phải lấy mẫu máu nha, đưa vào các cái phòng xét nghiệm nơi gần nhất để xét nghiệm hai cái tiêu chí, thứ nhất là dịch tả lợn châu Phi và thứ hai là bệnh tai xanh. Thế vậy thì trong quá trình mà lấy mẫu để gửi tới các phòng xét nghiệm để chờ cái kết quả xét nghiệm thì khán giả cần phải tách những lợn bị bệnh đó ra khỏi đàn và tẩy uế chuồng nuôi cũng như tẩy uế môi trường xung quanh cứ một ngày một lần và liên tục 3 đến 4 tuần liền. Đồng thời những con lợn đó dùng thuốc trợ sức trợ lực và nâng cao sức đề kháng như vitamin C kết hợp B1 kết hợp với caffeine tiêm cho lợn ngày 2 lần, dùng Satosan hoặc Catosan tiêm cho lợn ngày 1 lần và dùng kháng sinh để điều trị cái bội nhiễm, vi khuẩn bội nhiễm, thì dùng Amox LA hoặc là Xantamox LA hoặc là Xantatilo tiêm cho lợn vào buổi sáng. Còn buổi chiều thì dùng những chế phẩm có Ceftifur, ví dụ như là Cef 5.0 hoặc BioCef hoặc Cefcat 7510 tiêm buổi chiều, liều lượng theo chỉ dẫn trên bao bì sản phẩm. Và đồng thời là dùng glucocaxi thảo dược kết hợp với multivit, tức là vitamin tổng hợp kết hợp với ADE và thuốc giải độc gan thận hòa với nước cho lợn uống tự do. Với cái phác đồ trên điều trị liên tục từ 5 đến 7 ngày và khi theo dõi và khi lấy được kết quả, tôi nhắc lại, khi lấy kết quả xét nghiệm nếu kết quả cho là dịch tả lợn châu Phi thì khán giả cần phải xử lý đàn lợn theo đúng quy định của các nhà chuyên môn và của Bộ Nông nghiệp cũng như là Cục Thú y để tránh cái hiện tượng mà lây lan dịch bệnh. Thế còn trong trường hợp là bệnh tai xanh hoặc là không phải bệnh tai xanh thì dùng cái phác đồ mà chúng tôi vừa nêu trên có cái hiệu quả điều trị cũng tương đối cao, có khoảng là được tỷ lệ có thể được là 75 đến 80%. Vâng. Vâng, trong cái phần cuối cùng của cái buổi live stream này thì chúng tôi sẽ trao đổi với bà con một cái chế phẩm nhá, một cái chế phẩm mà thuốc có hiệu quả tương đối là cao, đó là cái loại thuốc đặc trị
tiêu chảy, phân xanh, phân trắng và tụ huyết trùng cũng như thương hàn và CRD. Tức là một cái chế phẩm mà có cái tác dụng điều trị rất nhiều bệnh trên gia súc và gia cầm. Đó là Ampicep nhá. Ampicep đây là một cái chế phẩm bột hòa tan rất dễ dàng trong nước và có thể là trộn vào trong khẩu phần thức ăn, và nó có tác dụng điều trị các bệnh như tôi nêu ở trên. Thì đây là một cái chế phẩm của cái tập đoàn nhá, tập đoàn sản xuất thuốc thú y Sakan nhá, tập đoàn sản xuất thuốc thú y Sakan, và thuốc mà được sản xuất theo một cái công nghệ cao, có tác dụng rất là tốt. Cho nên trong quá trình mà chăn nuôi thì bà con chúng ta cần phải lựa chọn và cần phải tìm những cái thuốc nào mà nó phù hợp. Và đây những loại thuốc mà được phổ biến rộng trên thị trường và cái hiệu quả điều trị cao, đồng thời là cái giá thành cũng hợp lý trong quá trình điều trị. Vâng, xin mời bà con chú ý tới cái vấn đề đó. Và rất cảm ơn bà con đã bớt chút thời gian theo dõi cái buổi livestream trực tuyến của chúng tôi, và rất mong bà con ủng hộ chúng tôi để theo dõi, và cũng động viên chúng tôi tiếp tục đưa ra những cái nội dung mà tốt trong quá trình tư vấn cho bà con. Một lần nữa chúc bà con một buổi tối tốt lành. Vâng, xin kính chào bà con.